Tập 10. Cậu đều đã nghe thấy rồi đúng chứ? Đúng. Tôi yêu Vũ Trúc. Yêu rất sâu đậm. Nhưng bởi vì cậu, tôi vẫn luôn vì cậu mà kìm nén tình cảm của mình. Bởi vì cậu là anh em của tôi. Bởi vì cậu và Vũ Trúc đã có hôn ước. Tôi chỉ có thể kìm nén tình cảm. Trong 5 năm cậu đi, cho dù tôi có đau khổ cách mấy, dù nén ra sao, tôi đều cũng phải cố nhẫn nhịn. Bởi vì tôi biết tôi không thể phản bội người anh em của mình. Nhưng mà khi tôi nghe được câu chuyện của cậu, Ngụy Quân Tử, tên lừa đảo, vô liêm sỉ, hạ lưu, cậu nói gì đi? Cậu phản bác lại đi. Phản bác lại tôi đi chứ. Không phải cậu thích tranh cãi lắm sao? Cậu nói gì đi? Đông Giả, có một loại tình yêu vốn dĩ nó không thể nói ra, nó hoài vào trong máu, chảy khắp cơ thể cậu. Loại tình yêu này chỉ khi máu trong cậu chảy cạn thì nó mới biến mất. Nói xong rồi à? Tôi thấy cậu quá vội vàng. Vũ Trúc vừa nãy bị cậu dọa rồi. Cậu không nên vội vàng như vậy. Từ từ thôi. Như vậy sẽ tốt cho tất cả. Nhưng trong lòng tôi chỉ có Vũ Trúc. Tôi chỉ có một mình em ấy. Tôi sẽ không bao giờ lừa gạt em ấy. Đông Giả, nếu như tôi, những lời tôi nói, những chuyện tôi làm trước kia, cậu cảm thấy là tôi lừa gạt cậu, vậy thì tôi xin lỗi. Muộn rồi. Tôi cũng nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta đã không còn là huynh đệ. Rốt cuộc anh là người của ai? Phó Đoàn Lương thật sự muốn biết à? Được, tôi nói cho cậu biết. Cái này gọi là điếu cư, là nơi cho chim ở. Vì người Nhật chúng tôi tin rằng, con người sau khi chết, linh hồn sẽ hóa thành một con chim bay vào trong. Anh là người Nhật. Tôi chính là một người Nhật bình thường. Một người Nhật ở đây mở một quán ăn. Tôi thích Trung Quốc, càng yêu thích ẩm thực ở đây. Vì vậy mở quán cơm này. Nói láo. Đã là lúc này rồi,
giữa chúng ta. Không cần phải diễn nữa. Tôi biết anh không phải một tên hồ đồ. Mỗi lần cô đều bảo tôi cầm hộp cơm của cô đến chỗ lão Tống lấy đồ ăn sáng. Tôi tò mò nên đã mở hộp cơm ra xem. Tôi không trách cô. Từ khi tôi đồng ý giúp các người làm việc, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi tôi thật sự nhìn thấy người Nhật này ngồi trước mặt tôi, tôi thật sự có chút không khống chế được cảm xúc. Phó Đoàn Lư, tôi tin cậu là một người thông minh, biết nghĩ về người nhà. Tôi đã vì các người làm bao nhiêu chuyện, tại sao vẫn không tha cho người nhà của tôi? Các người đã đồng ý với tôi. Người nhà của cậu được chăm sóc ở quân Quang Đông, sống rất tốt, họ đều rất an toàn. Hay lắm, mất đi cuộc sống tự do gọi là tốt à? Vậy tôi đưa anh về, tôi xem anh sống có tốt không. Cậu và người nhà của cậu đang sống không phải là có ý nghĩa nhất à? Tôi không hy vọng lại gặp cậu lần nữa. Nơi này sau này chỉ có nhìn thấy con gái. Đi. Lúc này, nội tâm của Tiêu Hàn chịu đựng nỗi dày vò gấp bội. Cậu ấy lại nhớ về khoảng thời gian làm việc bí mật ở Thượng Hải. Người chiến hữu tên Dương Di Phương. Cậu ấy biết chuyện này đối với Vũ Trúc sẽ là đả kích rất lớn. Nhưng cậu ấy không hề nói bất cứ điều gì, chỉ có thể âm thầm nhìn Vũ Trúc chịu đựng đau khổ. Đi. Tiêu Hàn. Dương Di Phương này, cô ấy rốt cuộc có phải vợ của cậu không? Bây giờ trong lòng của tôi,
Cô ấy là vợ. Cha, Vũ Trúc, ngồi đi. Nào, ăn đêm đi. Cảm ơn cha. Ăn đi. Cha cũng không biết nên nói gì. À, phải. Không phải con đã đồng ý với Phùng Đông Giả rồi chứ? Đứa trẻ này, cha thấy nó hiện tại khá sốc nổi, nóng vội. Vũ Trúc à, bây giờ khiến con chịu đựng rất nhiều thứ mà con không phải chịu đựng. Cha, quá khứ đã qua, ngày mới đang bắt đầu, mặt trời sẽ mọc lên. Chuyện cũ đã qua, mọi thứ đều sẽ mới mẻ. Cha không ngờ con của cha lại kiên cường như vậy. Con là niềm tự hào của cha. Cha còn cho rằng con tức chết rồi cơ. Cha, cha là người con yêu nhất. Điều con tiếc nhất chính là công việc của con. Chỉ còn mọi người đều ở đây, đối với con mà nói thì niềm vui và hạnh phúc vẫn còn rất nhiều. Cha, tránh ra, tránh ra. Tập hợp. Bên trái quay. Đi. Được rồi, ký xong rồi. Dạ. Đi, đi. Tránh ra. Tránh qua một bên. Mau, mau tránh ra. Đi, đi mau. Mau lên, mau lên. Mau tránh ra, tránh ra. Đi, mau lên. Mau lên, mau lên. Đi. Mau lên, mau lên. Họ nói muốn niêm phong bệnh viện. Lý do? Họ nói không cần lý do. Viện trưởng Lâm, hôm nay xin lỗi, chúng tôi cũng là phụ mệnh hành sự. Tôi muốn nghe lý do niêm phong bệnh viện của chúng tôi. Bệnh viện của mấy cô bị nghi hành y phi pháp. Bệnh viện chúng tôi đã mở 3 năm, sao đột nhiên lại hành y phi pháp? Bệnh viện chúng tôi đăng ký ở sở vệ sinh. Trên giấy tờ kinh doanh có chữ ký tay của sở trưởng Lưu Thụy Hằng, sở vệ sinh. Bình Bình, em lấy ra. Viện trưởng Lâm, không cần đâu.
Tôi nghĩ thứ đó trong tay các cô rất có thể là ngụy tạo. Ngụy tạo à? Có chứng cứ không? Chứng cứ... Cái này chính là chứng cứ. Muốn niêm phong bệnh viện là chuyện của sở vệ sinh. Cục cảnh sát mấy cậu có quyền gì? Chúng tôi đương nhiên là có quyền. Vô pháp vô thiên, không nói đạo lý. Cô phản à? Cản trở người thi hành công vụ, làm loạn trật tự xã hội. Người đâu? Đưa cô ta đi. Dạ. Đợi đã. Mọi người, nếu đã nói thẳng như vậy, vậy tôi cũng nói thẳng. Tôi nghĩ chắc mấy cậu đều biết, tôi có thể mở cái bệnh viện này thì không thể một chút liên quan cũng không có. Nhưng tôi tin rằng tới cuối cùng vẫn là mấy cậu. Vì vậy, giữa chúng ta vẫn nên chừa đường lui cho nhau, được không? Mấy cậu chạy tới phòng làm việc của viện trưởng Lâm làm gì? Có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi là trợ lý giám đốc, chịu trách nhiệm mọi chuyện. Ông là người hiểu chuyện. Được rồi, vậy tôi ra ngoài nói chuyện với ông. Mời. Đi nha. Chị Lâm, vừa nãy em gọi điện cho phó đoàn trưởng Phùng. Người nhận điện thoại là phó đoàn, nói là phó đoàn trưởng đang họp, bảo em chờ. Hơn nữa, nghe ý của cậu ta, nếu đích thân chị gọi điện thì phó đoàn trưởng sẽ không bận nữa. Vậy cứ để cho anh ta bận tiếp. Đám người này chính là đến tìm lô thuốc kia, lục soát khắp nơi, tìm khắp nơi. Tôi đoán được rồi. Đại tiểu thư, có cần lão Đông gia nói chuyện với họ không? Tôi thấy như vậy, nhất thời bệnh viện của chúng ta không mở cửa nổi. Cha tôi đã lớn tuổi, đừng để ông ta vì tôi mà lo lắng. Chuyện của bệnh viện để tôi lo. Bình Bình, em đi tìm người của tòa soạn báo, rồi thông báo cho tất cả người thân của người làm quan và tất cả những người đã có hẹn. Thông báo cho quỹ toàn bộ. Lý do rất đơn giản, bệnh viện bị niêm phong, không lý do. Đại tiểu thư, lô thuốc kia tôi không thấy ở trong kho. Tôi biết họ sẽ đến, vì vậy không cất ở đây. Tên khốn Diêu Hoa Khang không sợ ai, chỉ sợ Tiêu thiếu gia. Nếu như Tiêu thiếu gia ở đây, cậu ta không dám hống hách. Ông đi làm việc đi. Được rồi. Các anh em, qua đây giúp một tay. Xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Có chuyện gì? Vừa nãy chúng tôi dạy chữ cho nhân dân, không ngờ một đám lưu manh tới. Tiểu Lý vừa lên đã bị đánh. Không phải người Nhật đang chiêu an Hán Giang sao? Làm như vậy là làm liều rồi. Đám Hán Giang ghê tởm đó, cậu cứ chờ đấy, sớm muộn cũng có ngày tôi chém hết bọn chúng. Được rồi, mau lên, mau lên. Đưa người vào trong, mau lên. Mau đi lấy hòm thuốc ra đây. Mau lên, mau lên. Ráng chịu một chút, kiên trì lên, mau lên. Mau, lấy hòm thuốc. Mau lên, mau lên. Về nghỉ ngơi trước đã. Mau lên, nói năng chán quá. Gần đây, người Nhật tạo ra một khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Thực tế là muốn thành lập chủ nghĩa quốc quân Nhật Bản làm nòng cốt, đế quốc Nhật Bản Á Châu. Chúng muốn các nước Á Châu trở thành các nước chư hầu phân phong. Còn một số phần tử chủ nghĩa đầu hàng lại thấy đây là một thời cơ tốt. Họ bắt đầu trong ứng ngoại hợp hành động. Bây giờ có người đưa ra, trung ương đưa ra án, chính là minh chứng rất tốt. Nhưng mà chuyện này không được lòng dân, cũng không thể thực hiện được. Nói rất hay, nói rất thấu đáo. Tiếp theo là tin tức thời tiết. Bão đã tiếp cận khu vực Dũng Giang, ngư dân phải chú ý phòng bão. 0231 2350 9874 2358 0909 8762 3498 1223 4468. Theo như chỉ đạo của cấp trên,
Chiến khu thứ ba của Quốc dân đảng tăng cường công kích phía chúng ta. Lãnh đạo bảo chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa. Tôi đã cảm động lây. Còn nữa, nghe nói đội quỷ công có thể giải tán bất cứ lúc nào. Xem ra chúng ta vẫn phải nghĩ cách làm thế nào để đối phó trước. Cũng không biết họ nghĩ như thế nào. Quân địch còn chưa bắt đầu đánh đã ra tay với đồng bào của mình là vì ích kỷ, là bởi bị say đắm quyền lực. Thực ra tôi vẫn luôn nghĩ bây giờ người Nhật đang làm những gì. Tôi tuyệt đối không tin những quân phá Nhật đó và cả những chính khách kia nữa liệu có thể bỏ đao thuốc để trở thành sứ giả của hòa bình. Tôi cảm thấy bên trong chắc chắn có âm mưu. Võ giác, mời anh lấy bộ quần áo phòng hộ mặc vào, sau đó vẽ ra những gì anh thấy. Dạ. Võ giác là tiến sĩ Tomosada Matsuda bảo anh tới vẽ. Anh ấy tin rằng anh là sự lựa chọn tốt nhất. Đây là gỗ tốt nhất chúng tôi thấy được, rất có giá trị. Gỗ à? Đúng, gỗ là tên gọi đặc biệt tiến sĩ dành cho họ. Họ ở đây đều bị cưa như gỗ, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bên này, dán chặt vào. Dán chặt vào. Kính lễ. Cuối cùng, có thể tận mắt nhìn thấy oai phong của Trung tướng Ishi. Cuối tháng 10 năm 40, Trung tướng Shizuo Ishii của đơn vị 731 Nhật Bản đến đơn vị 1644 cùng với đơn vị này lên kế hoạch sách lược thực hiện chiến dịch diệt khuẩn Ninh Ba gây chấn động Trung Quốc và thế giới. Ngày 27 tháng 10 năm 40, 5 giờ 6 phút sáng, quân Nhật trinh sát trên không. Mau nhìn xem, máy bay kìa. Mau nhìn xem, họ muốn làm gì vậy? Có chuyện gì vậy không biết. Đúng, xem kìa. Sao bay thấp như vậy? Nhìn kìa, họ muốn làm gì? Coi đi, không biết lại muốn làm gì nữa. Bên đó kìa. Ủy viên trưởng tưởng tại hội nghị toàn thể lần thứ 5 đã thông qua nghị quyết và phương hướng liên quan tới báo cáo của đảng. Sau này, đảng ta phải ra sức lãnh đạo lý luận cách mạng, tư tưởng chủ nghĩa vi phạm,
phong trào truyền bá xã hội, hậu phương chiến khu và quân địch đang được đặc biệt chú ý. Lúc này mọi người đều trên cùng một chiến tuyến kháng chiến, nhưng họ lại đưa ra vấn đề này. Điều này chứng tỏ đối diện Trung Cộng họ vẫn giấu. Đã quyết định phương châm 8 chữ: dung cộng, phòng cộng, phản cộng, hạn cộng. Các quân cảnh cũng mượn cơ hội lần này âm mưu làm loạn. Lần này tại sao Diêu Hoa Khang đột nhiên đóng cửa bệnh viện của con, và cả những lý do hoàn cảnh cá nhân? Đó không phải là tự quỷ đi nhà mình à? Trong lòng họ chỉ có đảng quốc, không có dân tộc Trung Hoa. Vũ Trúc, thật sự không nhìn ra con gái cha vẫn có cái nhìn sâu sắc như vậy. Vì vậy cha không cần lo chuyện kết hôn của con gái. Có lẽ con gái của cha vốn dĩ không phù hợp kết hôn. 6:47, sáng ngày 27 tháng 10 năm 40. Có chuyện gì vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn làm gì vậy? Mau, mau nhìn kìa, nhìn kìa. Làm gì vậy không biết. Đó là cái gì vậy? Sao lại bay thấp như vậy? Thả cái gì vậy? Mau, mau xem, rốt cuộc đó là gì? Họ thả cái gì vậy? Toàn là đơn truyền à? Bên trên viết cái gì? Mau xem viết cái gì? Đâu, để tôi xem. A Ngọc, cũng không biết nét vẽ có ý gì. Nói là muốn tặng gạo, tặng bột mì cho chúng ta. Miếng bánh trên trời rơi xuống, không phải rõ rồi sao? Chuột non đòi săn gà, sao có thể là chuyện tốt chứ? Nhưng mà lần này chúng ta quả thực thiếu giấy dùng. Đội trưởng Tiêu, anh nói xem, mọi người đều lo lắng. Chuyện xảy ra ắt sẽ có hướng giải quyết. Tôi thấy người Nhật làm chuyện như vậy ắt có mục đích. Dạ, nói xem, chúng tôi phải làm gì? Tôi cũng đang nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Tiêu, Hải Sinh về rồi. Hải Sinh về rồi. Cậu khỏe chứ? Sao rồi Hải Sinh? Anh Tiêu, sao rồi? Khỏe rồi à? Em vừa khỏe lại, liền tới Ninh Ba tìm mọi người. Anh Long còn lo lắng, đã đặc biệt đưa em tới đây. Tôi bảo cậu ấy ở nhà tôi nghỉ thêm vài hôm, nhưng mà cậu ấy không chịu, nên tôi phải đưa tới đây. Tại em nóng lòng thôi. Tốt, quay về là tốt. Có tin tức gì không? Máy bay của bọn chúng rất kỳ lạ. Tôi thấy chúng hiện tại không phải tấn công, mà là đang bày binh bố trận. Người Nhật còn nói muốn tặng gạo cho chúng ta. Chuyện gạo này rất kỳ lạ, chúng ta không thể ăn. Tôi cũng đồng ý. Anh Tiêu, em thấy anh mau ra lệnh đi, để chúng ta cảnh giác với người Nhật. Có lẽ phải làm vậy. Tặng gạo à? Chuyện tốt. Không thể nào, sao chúng lại tốt như vậy? Lão Tống, anh nói xem, người Nhật có tốt như vậy không? Cho chúng ta cả gạo. Quả phụ Lưu, cô nằm mơ à? Là sao đây? Tôi cũng không biết. Tốt nhất là có một túi, vừa hay rơi trước cổng nhà tôi. Nằm mơ đi, nghĩ thôi đã thấy không có rồi. Đây là muốn trắp tâm hại người Trung Quốc chúng ta, phát tiền giấy cho chúng ta. Chắc là bọn chúng không có lòng tốt gì đâu. Đừng có nằm mơ nữa. Không chạy được đâu.
thứ quân Nhật thả xuống đều là bom mìn, không rơi xuống đất thì nổ trên không. Thứ rơi xuống đều là gạo à, bột mì xám. Chuyện này nên tìm Diêu Hoa Khang bảo cậu ta quản, vì để tránh việc nhân dân tranh cướp dẫn tới làm loạn. Chúng ta không nên nhiều chuyện, chúng ta không quản chuyện này. Cho dù nói sao thì cũng tốt hơn là bom mìn. Đúng. Phát hiện có vấn đề gì lập tức báo cho tôi biết. Được rồi, tạm biệt. Người Nhật sao lạ vậy? Hình như ném xuống đều là gạo. Người Nhật đúng là kỳ lạ. Sẽ không phải vì sáng hôm nay nói lời hứa hòa bình hữu nghị Trung Nhật nên phái máy bay tới phát gạo chứ? Người Nhật làm gì tốt như vậy? Tiểu thư, không tốt như vậy đâu. Chị Lưu, chị tuyệt đối đừng động vào bột mì. Cha, cha cũng vậy. Con cảm thấy có vấn đề à? Con cũng không rõ, nhưng linh cảm của con luôn không sai. Vẫn nên cẩn thận tốt hơn. Bây giờ con tới bệnh viện kiểm tra các thành phần trong đó. Được rồi, con cẩn thận. Dạ, nhớ phải cẩn thận. Nhiều gạo như vậy, lần này có thể ăn cơm rồi. Mọi người nhìn đi, sao lại có nhiều dáng như vậy? Đúng. Đừng lấy nữa, đi thôi. Đồ của người Nhật không thể ăn được đâu, lỡ như có độc thì sao? Về nhà rửa tay đi. Đội viên, toàn thể tập trung. Tập hợp, tập hợp. Người Nhật tuyệt đối không hào phóng như vậy, trực tiếp tặng gạo cho chúng ta. Tôi thấy cũng phải. Đúng rồi, bên ngoài còn có đội nào nữa không? Tử Minh đang đếm số người. Đội trưởng Tiêu, sao vậy? Trong bột mì bên ngoài kia phát hiện rất nhiều gián. Gián sao? Tôi nói rồi mà, người Nhật không tốt đâu. Lấy đâu ra chuyện tặng gạo cho chúng ta? Chắc chắn là có chuyện xấu, tuyệt đối đừng động vào. Chính là để diễn vở kịch ghê tởm, sau đó sỉ nhục chúng ta. Không hạ độc đâu. Mọi người, hễ là người từ bên ngoài về bắt buộc phải rửa tay. Không, nhất định phải rửa tay. Không có lệnh của tôi, kiên quyết không ra ngoài. Có hiểu chưa? Dạ hiểu. Lão Tiêu, anh xem số gạo này dù bẩn nhưng rửa sạch vẫn có thể ăn. Không phải chứ Thu Thảo, đồ của người Nhật mà cũng dám ăn à? Biết là của người Nhật nhưng mà. Được rồi, bỏ xuống. Nhanh. Thu Thảo, mau đi tắm rửa. Hiểu chưa? Sau đó tìm một căn phòng tự cách ly mình. Ngoài ra, những thứ này tìm một nơi cất đi. Tôi đem tới bệnh viện. Được rồi, đi, mau. Đi, đi mau lên. Mau qua đây. Coi đi, người Nhật lương thực tốt như vậy đều rơi xuống đất rồi. Bao nhiêu là gạo, tốt biết mấy. Đúng là lãng phí. Chứ còn sao nữa. Coi đi, coi đi. Cái chăn này bẩn hết rồi. Mất công tôi giặt rồi. Bao nhiêu là bột mì. Coi đi, đã giặt sạch hết rồi. Được rồi, mau về nhà giặt lại đi. Viện trưởng Lâm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này niêm phong, không được vào. Sao còn quay lại? Tôi cần thiết bị ở bên trong để làm thí nghiệm, kiểm tra những thứ người Nhật truyền ra ngoài. Không phải chỉ là gạo và bột mì thôi sao? Dùng miệng ăn là biết tốt hay xấu. Có cần quá nghiệm đâu. Tôi không cần nói với cậu. Cậu không hiểu. Viện trưởng Lâm, có phải thái độ của tôi quá tốt nên cô không biết điều? Cô biết điều chút đi. Hôm nay không cho cô vào. Nếu cậu để tôi vào trong, tôi có thể cho cậu tiền. Nè, làm gì vậy? Đừng qua đây. Đây là gạo và bột mì mà người Nhật thả xuống, chắc chắn có vấn đề. Sáng họ nói thả gạo và bột mì, buổi chiều lại như hẹn mà đến. Anh muốn nhờ em giúp anh thử nghiệm thành phần trong gạo và bột mì rốt cuộc là cái gì. Đây là mẫu.
Kết quả quán nghiệm chưa có. Tiêu Hàn đã có dự cảm chẳng lành. Anh ấy bắt buộc phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó kiếp nạn này. Lão Tứ, cậu nhanh chóng thông báo cho nhân viên y tá của bệnh viện tới trực ban. Đúng, bây giờ luôn. Tôi có dự cảm không lành. Có khả năng sắp có một trận đại dịch ảnh hưởng tới toàn thể người dân. Rốt cuộc là sao? Có kết quả chưa? Bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Cần tiếp tục quán nghiệm. Phải chụp kính hiển vi, phân tích cấu tạo. Cuối cùng phải tiến hành thí nghiệm trên động vật mới có thể chắc chắn. Hiện giờ chưa biết gì à? Em còn phải lấy thêm mẫu thử. Chỗ anh đưa cho em không đủ. Báo cáo chưa ra. Em không thể tự đưa ra đáp án. Làm tốt công tác bảo hộ trước. Em rất lo người Nhật truyền bá rộng rãi tế bào và virus. Quả nhiên là vậy. Anh biết vì sao tế bào và virus dẫn đến bệnh dịch không? Nó có thể giết người, thậm chí hủy diệt con người, còn mạnh hơn chiến tranh. Trong quá khứ, bệnh dịch lan ra cả châu Âu, cướp đi tính mạng của hơn 2.500 người châu Âu, chiếm 1/3 tổng số người dân châu Âu. Gần đây, vào cuối tháng 11 năm 1910, từ con đường sắt Trung Đông Mãn Châu, theo đó lan vào cả Đông Bắc, gây nên vụ án mạng hơn 6 vạn người chết. Trận dịch đó kéo dài 6 tháng. Thật sự quá đáng sợ. Nếu như kiếp nạn này ập tới chúng ta, thì đó không chỉ là Ninh Ba, mà còn cả Trung Quốc, thậm chí là toàn thế giới. Quân phiệt phát xít Nhật vì muốn chiến thắng chiến tranh, không màng mọi thứ, chiến đấu với cả thế giới, khiến người ta ghê rợn. Có cách nào ngăn chặn không? Bình thường trong thời gian ủ bệnh là 14 ngày, nhưng mà cũng sẽ tùy thể trạng của mỗi người, sức chịu đựng khác nhau sẽ khác nhau. Ngoài ra, nếu như người nào muốn đầu hàng thì càng đáng sợ. Bởi vì không biết người đầu độc đã cho chất gì vào. Một khi biến dị thì sẽ phát triển tới cuối cùng. Đến cả người chủ mưu cũng không thể khống chế được nó, tạo nên kiếp nạn của nhân loại. Có cách nào phòng tránh không? Em cũng không biết. Em cũng không thể quyết. Bây giờ chỉ có thể tiến hành kiểm tra. Phải biết được là tế bào và virus gì mới có thể đưa ra biện pháp. Thời gian vẫn là thời gian. Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không? Bác sĩ! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Viện trưởng, người bệnh đổ mồ hôi khắp người, nhưng mà cơ thể rất lạnh, có triệu chứng sốt rét, tiêm thuốc ký ninh cho bệnh nhân. Còn nữa, nếu như còn ai không đeo khẩu trang và găng tay thì mau chóng phát cho mọi người, nhất định phải đề phòng. Dạ. Đi. Đại hổ! Đại hổ! Người anh em! Khó chịu quá! Đại hổ! Người anh em! Người anh em! Người anh em! Người anh em! Đại hổ! Tôi không thở nổi! Lão Tiêu! Lão Tiêu! Mau tới đây! Sao vậy anh Hổ? Mở cửa cho tôi! Thu Thảo sắp không xong rồi! Anh Hổ không thể đi vào! Cậu kéo tôi làm gì? Cậu bỏ tôi ra! Kéo tôi làm gì? Bỏ ra! Không thể đi vào! Không thể đâu! Thu Thảo sắp không xong rồi! Để tôi vào đi! Đừng kích động! Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Có chuyện gì? Không phải đâu Lão Tiêu! Thu Thảo đã như vậy rồi! Tôi không thể không lo! Tôi đã nói rồi! Không được phép vào trong! Cậu không nghe à? Không phải! Cậu ấy bây giờ như vậy! Cậu ấy bị dịch! Tôi... Cậu ấy là nhân tố truyền nhiễm. Bây giờ cậu xông vào cũng vô dụng. Không chỉ không cứu được cậu ấy, mà đến cả cậu cũng có khả năng bị lây. Bây giờ cách duy nhất chính là nhanh chóng đưa cậu ấy tới bệnh viện.
Tử Minh, lát nữa cùng với Đại Hổ đưa Thu Thảo tới bệnh viện. Cậu lấy đồ phòng hộ cho chúng tôi, để mọi người không bị truyền nhiễm. Không vấn đề. Hải Sinh, nghĩ cách tìm xe tới. Dạ được.